7. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Cắt tiền mà nó đặt chặt chín ra đấy.
Vậy là mình sẽ tô màu xong chưa con? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Mình mong rằng trong quá trình mình tô màu, nếu các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé. Oh.
đi mẹ ngã ngã đi đây đi được giỏi thật có nhịn đâu tài nói tài đấy không nhịn mình đi tô màu xong như